Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Có Hẹn cùng HTVC, nơi khách mời lắng lòng mình lại và sau đó lại trải lòng mình ra, chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề, chuyện bây giờ mới kể. Và thưa quý vị, ông bà ta thì thường nói là quá tam ba bận, nhưng mà khách mời ngày hôm nay lại phải thi đến 4 lần mới có thể đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vì với anh, ngoài nghệ thuật thì anh không còn con đường nào để có thể chọn bởi quá đam mê với ánh đèn nghệ thuật. Khách mời của chúng ta là ai? Hãy cùng với mấy anh theo dõi đoạn video clip ngay sau đây nhé. Là một diễn viên mới nhưng để lại nhiều ấn tượng trong Lật Mặt 6 Tấm Vé Định Mệnh, Trần Kim Hải nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi bộ phim ra mắt và được đón nhận nhiệt tình trên khắp các cụm rạp. Với diện mạo đậm nét điện ảnh, Trần Kim Hải may mắn được đạo diễn Lý Hải tin tưởng giao phó vai toàn cho mình và anh đã không khiến đoàn làm phim thất vọng. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Hải, đưa anh đến gần hơn với công chúng sau rất nhiều năm anh nỗ lực hoạt động nghệ thuật, thường xuyên rèn luyện kỹ năng diễn xuất trên các sân khấu kịch. Gần đây nhất, anh trở thành quán quân chương trình Hãy Là Số 1 mùa đầu tiên, chinh phục tuyệt đối ban giám khảo và khán giả bởi màn kết hợp rap, nhảy, múa võ ấn tượng của mình. Xin giới thiệu đến quý vị khách mời của Có Hẹn cùng HTVC ngày hôm nay, diễn viên Kim Hải. Xin chào Mai Anh, xin chào khán giả của chương trình Có Hẹn cùng HTVC. Dạ, xin chào và xin được cảm ơn anh Kim Hải đã dành thời gian đến với chương trình Có Hẹn của HTVC ngày hôm nay. Thì không biết là gia đình mình có ai theo nghệ thuật không, hay là từ một cái nguồn đam mê nào ai truyền cảm hứng cho anh để anh thi vào trường sân khấu điện ảnh và trở thành một diễn viên ạ? Cảm ơn Mai Anh về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và câu hỏi của Mai Anh. Thực ra đối với Kim Hải thì trong gia đình không có ai làm nghệ thuật cả. Dạ. Chỉ có một mình Hải là đến với nghề. Lúc đầu thi đạt vào ngôi trường mình mong muốn nó cũng hơi chật vật một chút. Dạ. Mà ban đầu là đã khá là khó khăn đúng không ạ? Lý do vì sao mà đến 4 lần lận ạ? Trường sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh thì thí sinh, sinh viên phải đem hồ sơ tới nộp. Dạ. Năm đầu Hải không biết, Hải nộp trễ. À. Hải nộp trễ thì khi người ta thi sơ tuyển Hải, lúc đó Hải mới đem hồ sơ tới là trễ một năm. Năm thứ hai thì ở trường là thi trung tuyển nữa, là kéo dài một tuần lễ. Thì Hải đậu được sơ tuyển thôi, nhưng vô vòng trung tuyển thì không đậu. Ừ. Năm thứ ba y chang như năm thứ nhất, trễ 3 ngày. Và lúc đó mình cũng nói, có bạn bè nào cái năm vừa rồi thi mà biết được cái vòng sơ tuyển có một vài người bạn, nhờ gửi giùm hồ sơ hay là xin thầy giùm để có được không? 3 ngày rồi, có 3 ngày. Anh bạn nói không được, đã trễ rồi, hồ sơ đã có thông tin hết rồi. Thì quyết định cái năm thứ tư là không dám nói gì với ai hết. Và năm đó âm thầm và thi thì lúc đó là đậu vào trường. Dạ, và anh Kim Hải ơi, theo như anh được biết á, thì giai đoạn ban đầu anh thật sự là muốn làm ca sĩ cơ chứ không phải là muốn làm diễn viên đúng không? Nhưng mà sao anh lại đăng ký vào học trường sân khấu điện ảnh mà phải thi rất là khó khăn như vậy ạ? Thật ra là Hải chưa biết cái lúc mà Hải thích Hải làm diễn viên là cái thời điểm nào. Cho nên trong lúc mà nhỏ, còn nhỏ thì nghe nhạc rồi thích hát lắm. Mình cứ nghĩ là mình lớn, mình mong muốn mình sẽ được làm ca sĩ, cầm micro, mình hát. Nhưng mà Hải không có quá nhiều thông tin để mình biết cách mình học như thế nào. Và thực sự cái thời điểm lúc đó, năm lớp 10, 12 thì Hải mới nhận ra là mình có khiếu, chắc là mình có khiếu diễn xuất. Thì Hải mới diễn những cái tiểu phẩm nhỏ trong trường mà lúc đó mình không có biết gầy dựng lên một cái kịch bản hoàn chỉnh. Mình lấy chỗ này một chút, mình lấy chỗ kia một chút. Thật sự vậy luôn, xong mình bỏ thêm một chút xíu giữa đó của mình vô diễn với lại một người bạn. Mình quên nhẹ đi cái đam mê ban đầu. Và bây giờ thì bắt đầu mới tìm lại giấc mơ. Dạ, như vậy là sau một khoảng thời gian mà đã hoạt động nghệ thuật rồi, rất là nhiều vai diễn rồi, và hiện tại công việc cũng khá ổn định, thì mới bắt đầu nuôi lại cái đam mê, cái giấc mơ lúc mà mình còn nhỏ là bây giờ bắt đầu đi hát thôi không ạ? Đúng rồi mẹ anh. Dạ, dạ. Và nếu mà nói về công việc ca sĩ thì hiện tại anh đang theo đuổi dòng nhạc như thế nào anh hả? Hãy thích rock, ballad, pop. Còn những dòng nhạc khác Hãy thích nghe. Tại vì mình biết mình có cái ưu, cái khuyết nào. Cho nên là cái mà thực ra cái mà Hãy chạm, dễ chạm nhất đó là rock ballad. Nó nhẹ nhẹ thôi. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu mà nói mà diễn viên với lại ca sĩ á, thì anh thấy là cái nào là chính của anh? Và anh thích gọi là ca sĩ Kim Hải hay diễn viên Kim Hải hơn? Thực ra Hãy đến với nghệ thuật là vai trò diễn viên. Hãy sẽ tự tin hơn với vai trò là diễn viên, diễn viên Kim Hải. Còn khi mà kêu ca sĩ thì lúc mà Hải chưa dám nhận đâu. Thật ra học hát, học luyện thanh, học rất nhiều thứ để trau dồi cho giọng hát của mình.
và mình cũng không còn quá trẻ nữa để mà cái giọng mình nó có những cái độ khỏe. Yeah. Thì Hải sẽ tự tin hơn khi với người khác gọi là diễn viên. Dạ, yeah, vẫn đúng, được đào tạo bài bản ha. Và cũng đã đi qua rất là nhiều những cái vai diễn khác nhau rồi. Và dù là đi qua nhiều vai diễn nhưng mà thật sự có lẽ là do vẻ ngoài nam tính của anh Kim Hải nên là mọi người ấn tượng nhất anh Kim Hải trong chủ phim Lật Mặt của anh Lý Hải. Và cơ duyên nào anh đến với bộ phim này và đã tạo được tiếng fan đến trong lòng khán giả? Thì Hải cũng đã có dịp được diễn trước anh Lý Hải trong một chương trình. Và anh Lý Hải làm giám khảo, nhưng mà Hải Hải hỗ trợ cho các bạn thí sinh thôi. Nhưng mình có một cái tiền đề, mình may mắn mình được làm việc một lần, hai lần trước với anh rồi. Và cái hôm casting thì mình thử nhiều vai trong dàn nam. Và anh Hải cảm thấy là Kim Hải phù hợp với nhân vật Toàn trong phim Tấm Vé Định Mệnh. Và từ đó thì là Lật Mặt 6 đó. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm một chút về vai diễn này của mình không ạ? Toàn là một nhân vật mà tới bây giờ Hải cảm ơn nhân vật này rất là nhiều. Toàn đã đem một cái điều mà Hải mong chờ rất là lâu, khoảng gần 10 năm làm nghề. Từ Lật Mặt 6, từ Toàn mà khán giả đón nhận Hải nhiều hơn. Rất hạnh phúc vì cái điều mình mong chờ, mình dần dần mình chạm được nhân vật của Hải. Có, bởi vì anh ấy có cái cá tính đặc biệt, mai ghế. Thực ra nói ngược lại thì, nhưng mà anh này rất hiền lành, rất là thương cha thương mẹ, rất là có hiếu. Nhưng mà vì những cái khi mà không kiểm soát được bản thân cho nên là dẫn tới những cái không có được trọn vẹn cho cái số phận. Và nói về vai Toàn trong phim Lật Mặt của anh Lý Hải thì anh Toàn này có đóng những cái cảnh như là cảnh nóng rồi cảnh hành động, thì cho anh hỏi đó có phải là anh hoàn toàn anh đóng hết không hay là có cascader không ạ? Ở Lật Mặt 6 thì là hoàn toàn là Hải đóng hết. Không có cascader. Như vậy thì cái quá trình mà anh đóng cảnh hành động này hay là cảnh nóng thì nó đã trải qua như thế nào? Cái cảnh mà lúc mà Hải đọc kịch bản và tập dượt với nhau trước luôn với lại Diệp Bảo Ngọc á, trong đóng chung cảnh đó thì Hải một trong những cảnh mà mình phải dành thời gian nhiều và gọi là áp lực. Những cái lúc đó mình sợ bạn diễn đau. Tại vì giằng co nó là sự tấn công á, chứ không phải là tình yêu của đôi lứa. Hải sợ bạn diễn đau, sợ mà trầy lại giật qua giật lại, làm mà quay ban đêm nữa. Mình quay cảnh đó khuya 1-2 giờ quay gì đó. Mà quay mấy tiếng đồng hồ thì áp lực bởi cái đó. Nhưng mà Diệp Bảo Ngọc lại là một người bạn diễn rất là tinh tế, bạn chủ động với Hải, bạn biết Hải ngại, bạn nói là cậu đừng xưng lên với nhau là cậu mới thớ, cậu đừng có ngại gì hết, tớ hiểu, mình làm tốt cảnh này là mọi chuyện không có gì hết đó, cậu cứ làm cứ diễn cho nó đúng với cái nhân vật thôi. Thế là rồi làm mọi việc ổn thỏa. Rồi những phân cảnh hành động thì ở Lật Mặt 6 thì ít những phân cảnh mà đánh đấm nhiều, đa phần là về tâm lý, về nội tâm nhân vật, nhưng mà có rượt đuổi là nhiều. Tại dí nhau chạy vòng mấy cái khu chợ rồi rượt đuổi bằng xe nữa, mấy cái đó cũng quay thiệt luôn. Cũng nhưng mà bởi vì quay an toàn cho nên mình không có lo lắm. Và trong quá trình quay có lúc nào mà quay xong về nhà người ê ẩm hết cả luôn không? Có, lúc tập cũng là đã ê. Khuyết điểm của việc là do ngoại hình quá nam tính nên là bị vào toàn là những vai cần phải có hành động, cần phải có đánh đấm, chạy nhảy nhiều. Và đó có phải là định hướng của anh trong thời gian sắp tới khi mà anh sẽ theo cái tuyến diễn viên hành động không ạ? Có hành động, đó là điều mà mình cũng mong muốn bởi do ngoại hình của Hải. Cho nên là đa số Hải nhận khá nhiều những vai phản diện. Nó cũng là một cái khó cho Hải. Tại vì mình phải làm mới. Mình không thể nằm diễn một kiểu đó trong các nhân vật phản diện được. Cái đó mới là cái khó. Và chọn lựa trong cách diễn nữa. Thì sắp tới Hải cũng muốn hành động, nhưng mà cũng rất thèm những vai hiền lành và gần với bản tính mình chút xíu. Anh mới nói là do đóng vai phản diện là vì hợp vai, hợp tính, bây giờ lại đòi là bên ngoài. Bề ngoài đúng không ạ? Dạ, chỉ là bề ngoài thôi.
Và nói về các vai phản diện thì thật sự là diễn viên Kim Hải đã để lại ấn tượng rất là lớn trong lòng của khán giả HTV qua các bộ phim của TFS. Ví dụ như là phim Giả Từ Những Đêm Hoang, anh đã vào một cái vai rất là phản diện luôn. Bà Đồng. Dạ, và có kỷ niệm nào với bộ phim này chia sẻ một chút xíu được không anh? Trước khi nhận vai diễn Bà Đồng ở Giả Từ Những Đêm Hoang của hãng phim TFS thì Hải có tham gia một phim của anh Trần Đức Long, Kẻ Sát Nhân Cô Độc phần 1. Thì nhân vật của Hải lúc đó, Hải nhớ là tên Huân, nặng về tâm lý, bị tinh thần khá là bất ổn. Nhưng mà vai diễn đó đã giống như là một cái cầu nối giữa Hải và các anh em của hãng phim. Sau phim đó, Hải nhận lời mời casting và cast đúng ngay vai Bà Đồng. Khi mà mình coi bản cũng khá ngợp, tại vì giờ tìm mấy cái tính cách này ở đâu, thì Hải mới kiếm những cái bộ phim và mình xem cái cách của cái nhân vật khác họ tải như thế nào. Đương nhiên sẽ khác về tính cách của nhân vật mình, nhưng mà về cái chiều sâu, cái ác này nó giống với cái ác kia. Cái sự nhiều khi là thậm chí là bùm, sẵn sàng luôn, không cần, không nghĩ tới ai hết mà sẵn sàng buông. Không biết là thôi, mấy cái từ này nó cũng khá nhạy cảm, thì anh ấy rất là ác. Và đẻo. Đứa nào cũng được, nhưng nhất định không phải là em của cô Xuân Mimi. Tôi chỉ kiếm người thân thôi. Tao không thích phe cánh. Thì sao? Anh sợ hả? Sợ hả? Sợ con mẹ gì? Không thích nó không thích. Tôi không kiếm chuyện của con nữa. Anh kiếm đứa khác đi. Còn thằng Thịnh tôi sẽ giữ nó, nhưng nó không làm việc của anh. Nhưng mà thằng Thịnh nó đi theo mày, nó biết bao nhiêu chuyện của nhóm. Thì làm sao đây? Tôi dứt khoát tôi chọn thằng Thịnh. Mày dứt khoát chọn thằng Thịnh là khó cho mày đó. Chả có gì khó hết. Tôi sẽ dạy dỗ nó tới nơi tới chốn cho anh coi. Mày đừng tưởng tao không biết những gì manh nha trong đầu của mày. Dẹp mẹ cái manh nha chó của mày đi, nếu muốn đi cùng anh em tiếp. Đã tới lúc mỗi người có con đường riêng của mình rồi. Tại chương trình Có Hẹn Hoa TVC thì Man cũng đã trò chuyện với là khá nhiều các anh chị diễn viên, có những anh chị là chuyên đóng những vai phản diện. Nhưng mà những anh chị đó thậm chí là có những cái khoảnh khắc, có những cái phân đoạn mà ác quá, không biết phải diễn như thế nào. Thì không biết anh có gặp tình huống giống tương tự như vậy không ạ? May mắn của Hải là lúc đó anh đạo diễn, anh Phạm Phước và anh Khoa nữa hỗ trợ rất là nhiệt tình. Có anh Hào nữa, các anh em trong tổ đạo diễn, phó đạo diễn tới đạo diễn tới anh Phước là chia sẻ kỹ lắm. Nếu mà Hải thiếu sót và chưa đạt được cái mong muốn thì các anh sẽ nói. Tại vì mình lúc đó mình cũng là tân binh, cũng là mới, kinh nghiệm nó còn thiếu. Cho nên là khi được các anh chia sẻ thì mình ráng mình làm. Và tới khi cũng không quá nhiều thách để mấy anh nói ok. Và sau khi mà hoàn thành những cái vai phản diện của mình thì ra ngoài đời đó, gặp khán giả thì mình có bị, lâu lâu mình có bị những cái tin nhắn hay là bị khán giả ghét lây từ vai diễn trên phim không anh? Có, nhiều. Có một phim mà Hải trước đây á, trước đây thì Hải dễ bị chạnh lòng. Nói sao mình lại đọc được cái này, sao mình lại đọc những cái lời này và mình nghe những lời này, lúc đó buồn. Nhưng mà sau này thì đã hiểu được vấn đề, thì đó là bởi vì khán giả đã cảm thấy nhân vật mình quá đạt. Hải không dám nói là quá đạt nhưng mà nó quá thể hiện ra cái của nhân vật ấy, cái nó ác độc quá đi. Thì cái người thiện lành hoặc là người ta nhìn vô cái ác, người ta sẽ nói là không chấp nhận được những cái kiểu người như vậy. Rồi ghét cay, ghét đắng, đểu cán, rồi ghét cái hàm râu này quá, không ưa nổi, không nhìn được cái nhân vật này. Đó. Rồi có một lần anh đạo diễn Quốc Thuận, ảnh an ủi, ảnh nói Hải ơi em đọc được những cái này chưa, nói giờ em đọc rồi. Cái ảnh an ủi mình khi mà em đóng vậy không tốt, không có lành tính, mà khán giả ghét mình, nhân vật mình, đó là để anh nhận lỗi, nghe rất là thương. Nhưng mà như vậy là thành công.
Mình đóng vai ác thì phải để cho khán giả ghét, mình đóng vai hiền lành thì để khán giả thương, như vậy là đã quá thành công rồi. Và đó cũng là lý do mà anh mong muốn trong thời gian sắp tới anh được vào những cái vai vai chính hiền lành, xoái ca, đúng không ạ? Để nhận lại được cái tình cảm bù đắp lại ngày xưa mình đóng ác quá. Và dường như là cái ước mơ của anh vẫn còn xa lắm mới có thể trở thành hiện thực. Bởi vì khi mà mấy anh theo dõi anh Kim Hải thì thấy là anh đóng vai ác từ cái ác này đến cái ác khác. Và gần đây nhất là trong phim Kẻ Ấn Danh, anh cũng lại tiếp tục trong vai phản diện nữa. Anh thấy như thế nào? Thật ra là ngay cái thời điểm đó là Kẻ Ấn Danh và Lật Mặt 6 đều quay không quá xa nhau. Cái anh này thì cũng ác, mà cái ác này lại khác cái ác kia, do cái cách của mình diễn đạt thôi, mức độ nữa. Với lại cái tính chất của cái đó nó vừa phải, hình sự hay là dân sự đó. Bởi vậy nó là cái khó đó mà. Nó cái khó trong cái xử lý diễn xuất. Thì cũng nhờ các đạo diễn, đạo diễn là người tạo cho Hải những cái chất xúc tác mới, yeah. Ngoài cái sự tìm tòi của mình, nó để cùng xây một cái nhân vật mới, nó yeah. không bị trùng lắp. Như vậy thì về chính bản thân của anh, khi mà anh tham gia vào bên cạnh sự giúp đỡ của các đạo diễn, thì anh thấy được ví dụ như là trong bộ phim của TFS trước đây, anh vọt vào một cái vai Ba Đông rất là ác đi. Còn ở Kẻ Ẩn Danh, một cái vai mà theo như anh nói là nó ác ít hơn. Vậy thì cái cách thể hiện của anh như thế nào? Anh đã phải sử dụng cái kinh nghiệm sống của mình, hay là từ những gì anh quan sát, hay những kỹ thuật mà anh học được trên ghế nhà trường? Hãy nghĩ là tổng hợp cả tất cả những cái yếu tố mà mày anh nói, và thêm một phần là cái nhân dáng của nhân vật. Nhân dáng của nhân vật của Hải trong Kẻ Ấn Danh nó lại có thêm những cái đặc biệt về ngoại hình nữa, yeah. Mắt môi gì đó nó có một chút phải hóa trang thêm khác biệt. Không hóa trang, mình tự làm, mình tự anh tự diễn một cái nét ác trong Kẻ Ấn Danh ngày hôm nay được không? Ừ, cái đó thì nó lại là nét hài, có nghĩa là khi anh này anh bối rối lên đó thì anh bị không kiểm soát được đôi mắt, thì nó sẽ bị chung một lối về. Dạ dạ. Nó sẽ là như vậy. Cái anh hoảng hốt rồi bị gì đó là anh tự động. Nhân vật có tên là mắt nai. Dạ. Thì cái lúc đó là mắt nó nai lên. Như vậy thì có rất là nhiều yếu tố cộng hưởng để có thể hoàn thành được cái vai diễn của mình ở bộ phim gần đây nhất là Kẻ Ẩn Danh. Mà em nghe anh Kim Hải càng nói thì em càng thấy là anh phù hợp với vai phản diện đó, từ cái nhân dáng cho tới những cái trải nghiệm của mình. Chắc hẳn khán giả sẽ rất là thắc mắc, không biết là ở ngoài đời anh Kim Hải là một người như thế nào ạ? Thực ra mình không dám nhận xét nhiều về bản thân, tại vì hồi đó có nhận xét xong coi lại sao mình dám nói vậy, lỡ như mình những lúc mình khác vậy rồi sao. Nhưng mà ít nhiều thì cũng lành tính. Trước đây thì khá là sôi nổi, nhưng đàn ông tới một cái tuổi, cái ngưỡng nghe nó già ha, tới một cái thời điểm mình trải nghiệm được chút chút rồi thì mình bắt đầu mình trầm tính lại một chút. Và có người chia sẻ là showbiz thật sự rất là phức tạp, đặc biệt là trong ngành diễn viên. Và nếu mà lành tính quá thì sẽ khó để có thể nổi tiếng. Thì anh có đồng ý không? Và nếu mà đúng như vậy thì anh nghĩ là mình có nên thay đổi một chút xíu là bớt lành tính đi không ạ? Thật ra Hải không dám nói về điều này nhiều, không dám nhận định nó đúng hay sai. Nhưng mà qua những gì mình cảm nhận mà mình thấy được trong thời gian vừa rồi, hãy nghĩ mình cứ là chính cái bản thân của mình, yeah. Mình chia sẻ được, mình cho đi được điều gì, không có mưu cầu nhận lại những cái điều mà điều khác á, lòng mình muốn mình gửi gắm những điều tích cực tốt đẹp thôi, rồi bao nhiêu đó là đủ đối với bản thân mình, yeah. Còn cách nhìn nhận hay là nhận định của người khác như thế nào, đó là quyền của mọi người, yeah. Hãy lại không dám nói quá sâu. Dạ, như vậy thì diễn viên Kim Hải vừa diễn tốt nè, với ngoại hình rất là điển trai, hát hay. Mà bên cạnh đó thì mấy anh còn được biết là anh đá banh cũng rất là hay đúng không ạ? Là một cầu thủ phong trào luôn, tham gia đá banh cũng rất là thường xuyên. Anh ở vị trí nào ạ? Hồi trước Hải đá ở vị trí tiền đạo cánh trái, nhưng mà trong đội tiền bối của mình đá vị trí tấn công nhiều lắm. Hải quyết định là thôi, mình đá thủ. Mình lui cung nhẹ một cái. Thì Hải đá vị trí là lúc đầu là hậu vệ biên, nhưng mà bây giờ là chuyển vào đá vị trí trung vệ luôn rồi. Dạ. Và những cái trận
đá banh đó, sau khi mà đá banh thì anh thấy là nó mang lại nguồn năng lượng như thế nào cho bản thân mình, và anh sắp xếp thời gian ra sao để vừa đảm bảo được công việc đi hát này, đi diễn, rồi bên cạnh đó là hoạt động thể dục thể thao của mình ạ? Tại vì ghiền và thích cái môn đá banh lắm, nhưng mà cũng không có dám mà đá hết sức hết lực mình, tại vì công việc chính của mình vẫn là đi diễn, đi hát. Hãy chơi thể thao để có sức khỏe, để có dịp gặp anh em, và cũng đội banh cũng có những lúc gây quỹ làm thiện nguyện để làm những cái điều tốt đẹp, tích cực cho cộng đồng. Dạ. Và trong phần cuối chương trình ngày hôm nay thì chắc là đã mọi người đã biết được anh với vai trò là diễn viên nhiều rồi, nhưng mà ca sĩ thì vẫn còn khán giả chưa có được nghe anh hát đâu, mà anh chắc chắn như vậy luôn. Hôm nay nhân dịp là anh đến với Hẹn Hò HTBC thì anh hát tặng khán giả một câu gì đó ngắn ngắn, rock ballad, là nhạc trữ tình gửi đến khán giả ngày hôm nay được không ạ? À, có một bài Hải nghĩ sắp tới Hải sẽ làm rock ballad về bài hát này. Bài này hồi trước Hải nghe trong phim Những Tháng Năm Rực Rỡ. Yeah. Bài Ngựa Hoang, bài rất là quen thuộc. Thì cho Hải hát một bài câu ha. Dạ. Hát nhẹ nhàng thôi, không có rock riết gì nè. Ok, cảm ơn mấy anh. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng cong oan những vết roi vẫn in hằn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ca khúc Ngựa Hoang, một ca khúc rất là quen thuộc rồi, nhưng mà ngày hôm nay là nghe thấy một cái màu sắc rất là mới từ anh Kim Hải, thì cũng rất là mong sớm nghe được cái bản full cover đến từ diễn viên Kim Hải nhé. Chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, những dự định trong thời gian sắp tới, mong muốn được đóng một cái vai gì đó hiền lành hơn cũng sẽ thành hiện thực, và chắc chắn là khán giả vẫn mong muốn được nghe nhiều bản cover hơn của anh nữa. Và cảm ơn anh một lần nữa rất là nhiều ạ. Cảm ơn mấy anh, cảm ơn khán giả của chương trình. Vâng, thưa quý vị, và trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đặc sắc đang phát trên các kênh sóng của dịch vụ truyền hình HTVC. Đây sẽ là chiến bại lớn nhất cuộc đời của em. Hoặc là thắng, hoặc là thua. Mày phải dùng cái trò đó lấy tiền khách hàng đem về cho tụi tao. Tại sao lúc nào cũng muốn dùng tôi cho con đường cùng vậy hả? Thật ra anh sẽ một ngày nào đó tôi sẽ có tất cả những dịch vụ về anh. Khi sự đố kỵ che mờ lý trí, liệu sức mạnh tình thân có giúp hóa giải mọi sự thu hằn? Lần này con sẽ cho nó mất mạng luôn. Thật ra thằng Nhân với thằng Diệp là hai anh em ruột. HTVC gia đình xin trân trọng giới thiệu. Tất cả tập trung. 3, 2, 1, khai đăng. Tiệm tạp hóa Nam Châu vui mừng giới thiệu chương trình siêu khuyến mãi. Mãi vô tạp hóa Nam Châu đây. 2, 3, vô. Này ngồi xuống nơi đây, mời mời cắm chắc trên. Sao lúc này bà Đâm còn đánh anh Thường không? Giỡn. Thiệt hả? Thách tả đó. Ủa còn nào? Bắt đầu tới tiết mục làm bể bình bông. Cha mẹ mà như vậy thì ảnh hưởng đến con cái dữ lắm chị ơi. Ai gian xảo, ai lương lẹo? Cô đó. Cô đó. Cô làm gì vậy? Hay là trước khi làm ba con đi. Miễn chân có lòng, dép nào mang cũng được. Chân nào không có lòng nữa. Tao hiểu sao mày thi rớt đại học rồi. Anh là anh nói cho mày biết, cãi là gì đó hả? Em sẽ kiếm tiền trả lại cho mẹ. Con phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con mình. Làm gì có chuyện anh để yên cái nhà đó. Chỉ là chưa tới lúc thôi. Tạp hóa Nam Châu phát sóng vào lúc 12 giờ hàng ngày, phát lại 7 giờ sáng hôm sau, từ 1 tháng 11. Tụi con đã tới Mạnh Phủ, phát hiện trong phủ có mùi hồ ly. Ngươi là linh hồn thanh không, chưa tìm được quả mỹ còn rước thêm nghiệp duyên. Còn mặt mũi về đây khóc lóc sao?
huyết thanh khô hồ. Quý vị và các bạn thân mến, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Mai Anh và diễn viên ca sĩ Kim Hải xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.